chính là tôi cô là tô tiểu thư phải không ở đây không phải nơi để nói chuyện cho tôi mượn một chỗ khác nhé vẫy tay câu mày được tôi sẽ dẫn các anh tới phòng khách đừng làm ảnh hưởng đến tiệc sinh nhật của oánh oánh phòng khách của phó gia tôi là phó thiên lâm cha của oánh oánh hơi chần chừ dạ cháu chào chú hôm nay chú tới là vì nghe nói hương hoáng mà oánh oánh ăn là của cháu hương hoàng này trị giá bao nhiêu chú sẽ mua phó gia ở đế đô này không nợ ân tình của bất kể ai hết ở đây có bao nhiêu tiền mấy triệu hay mấy trăm triệu chú nhiều tiền như vậy tại sao không tự đi mua hương hoàng chẳng lẽ chú không mua được sao cô vốn dĩ con người cháu chẳng đòi ân tình gì cả nhưng chú lại cứ cố nhắc nhở cháu nếu đã vậy thì chú cứ nợ món ân tình này mãi mãi đi. cô là cái thái gì? chẳng qua phó nam thành cũng chỉ là một thằng con riêng thôi. cô tưởng cô đi theo nó là có thể? à, hóa ra không phải không nợ ân tình mà là không muốn nợ ân tình của phó nam thành. chú nhìn anh ấy thấy ngứa mắt thì sao không chiếm luôn vị trí của anh ấy đi? hay là chú không muốn? cô quay đi. dám ăn nói với trưởng bối như vậy. cô cứ đợi đấy. Đứa đàn bà mà mày nuôi đúng là giống hệt như mày mất dậy đừng động vào cô ấy ai ai thèm động vào cô ta một con đàn bà thôi mà đến mức đáng để tao ra tay không tốt nhất là vậy cũng không biết là lúc ở trong đó họ đã nói gì nhỉ có thể khiến người của phó gia ở đế đô này ngậm cục tức đúng là chỉ có tô tiểu thư là người đầu tiên đó, đó. ừm lời lại lắm bảo phó oánh oánh tự chủ trì tiệc sinh nhật đi tôi phải đi đây tài tài anh đi đâu thế đợi lát nữa anh còn phải phát biểu nữa mà tới phòng ngủ chính của anh phòng ngủ chính của phó gia phó tổng hương hoàng đó là từ đâu ra không phải em đã nói với anh rồi sao em lấy từ chỗ của kinh đó bé con lừa đảo có câu nào là thật chứ em ư ừ. tập trung vào a à. phó tổng đây là đừng có dùng của người khác em muốn gì anh cũng cho em được ông ấy cũng là người già hơn em cả một thế hệ thế này mà anh cũng ghen được anh trẻ con không kìa vậy thì em dỗ anh đi bây giờ anh muốn phó nam thành anh vô sĩ khóa kéo đằng đằng sau vẫn chưa tới lúc để em khóc đâu ư ừ. sáng sớm hôm sau từ từ cậu mau xem này phó nam thành với tô thiên nhu đang lên hot sức trang tin rồi bữa tối lãng mạn của bậc thầy điều chế hương liệu thiên tài và người đứng đầu phó thị chuyện tốt phải chăng đang đến gần đột nhiên bừng tỉnh